Mình chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Châu miền Tây Hội Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ dán ốp gạch tường nha cô chú anh chị. Thì mình ốp gạch tường ngoài ngoài này thì cũng rất đơn giản và dễ, nhưng mà vô tới trong này thì những cái cửa này nó lệch đó, nó không có theo cái mà gọn gạch được. Thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm để mình ốp được cho nó liền. Nó liền gon gon gạch và nó sẽ ăn theo gon luôn nha. Tại vì cái cửa này nó lỡ cỡ thì gạch mình á, là bề ngang á, là 60 nè đó, nhưng cái má cửa này nó tới 62 đó, thì bây giờ mình dán vô một miếng vô đây thì cũng không được, mà một miếng bên đó cũng không được luôn. Thì mình hơi chịu khó là mình sẽ làm mà cho nó vô cái khuôn khổ để mình dán được cái bức tường mặt cửa hai cửa này cho đẹp nha. Thì đó, thì vòng vòng khu vực này mình đã dán rồi nè, thì giờ nó còn một cái mặt cửa này như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị các bạn xem mình làm như thế nào để dán được mặt cửa nó liền gọn và đẹp nha. Rồi thì trước tiên mình phải bắn laser và kiểm tra cái độ đứng của vách tường xong, thì mình sẽ dùng thước mình sẽ đo. Mình đo xong rồi mình sẽ chia ra cho nó như thế nào để cho nó nữa, mình dán một cái đường gon nó thẳng lên trên ăn dấu cộng theo gạch của mình, dán như bức tường thường nha. Tại vì do là cái cửa này nó bị lệch và nó bị nghiêng nên mình dùng thước mình đo để mình chia ra để mình dán sao cho nhìn cái mặt cửa vô cho nó phù hợp và nó có thẩm mỹ hơn nha. Đó, thì mình sẽ đo rồi mình sẽ dán vô. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình dán xong rồi sẽ mình quay lại cái mặt cửa đó như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ cách làm như thế này để cho những anh thợ mà mới vào nghề ốp lát gạch đó, thì gặp những cái tình trạng như vậy thì xem theo cách của mình làm, hoặc là có những cái cách nào hay hơn, những anh thợ nào cứng tay nghề hơn thì bình luận bên dưới bên cho mình biết để học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Mình cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì những cạnh như thế này thì các bạn thì sẽ đo vào và chịu khó là mình chia làm sao để cho nó ăn cái đường gon ở trên. Thì ở dưới bắt buộc mình phải chịu khó cắt gạch nhỏ lại các bạn đó. Thì tại vì cái mắt cửa này nó không được 60, bên chính giữa thì nó 62, còn ở bìa bên kia thì nó cũng nhỏ nữa, nên khi mình lùa từ bên góc này qua bên kia thì nó cái đường gon nó một bên thì lớn quá, một bên thì nhỏ quá, nên mình coi cũng không được. Thì nên mình chia làm sao mà để cho cái cửa nó nhìn vô là cái miếng gạch mình ốp lên á, nó cũng đồng thanh đồng thủ với nhau cho dễ coi đó. Thì mình chia xong, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ốp gạch cho các bạn, là cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi mình mời nha cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình làm như thế nào. Thank you.
Thank you.
Thì mình nãy giờ cũng chia sẻ dán để mà cho nửa liền con của chú chị, thì mình dán được như đây đó. Thì từ đây qua tới đây là cũng 1m2 nha, là nữa mình làm đây là 2 tấm, thì nó chẳng gạch lên tới trình đó luôn, chỉ có cách hai bên.
thì nãy cái cửa này nó bị nghiêng thì mình đã dán cho nó le ra vậy. Đừng nữa mình đặt cái thước trên, mình đè xuống cho thẳng với chân dưới nha. Bên đây cũng vậy luôn, tại vì nguyên hai cửa này ngã chân. Thì mình cũng chia sẻ cái cách để dán sao cho cái mặt cửa nó đẹp, thì mời cô chú chị các bạn xem tiếp phần 2 nha. Thì mình thấy phần 1 thì mình dán xong hết này, mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị các bạn xem. Thì bây giờ video cũng dài rồi, hẹn gặp lại nha. Rồi thì sớm giờ mình đã chia sẻ mình cách để mình chia dán gạch cái mặt hai mặt cửa này nè, cả nhà mà cho nó đều đường gòn á, thì mình đã làm và chia sẻ những anh em mà mới vào gà nha. Đó, thì đây thì nó ăn gòn với nhau hết nè. Để nhiều khi mình không biết cái vô mình dán á thì nó sẽ lỡ cỡ gạch nhiều lắm, thì này mà nhìn nó không đẹp. Thì nay mình cũng chia sẻ cho anh em để biết để mà đo để mà làm rất là đều. À, thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.